Chào các bạn, trên tay mình chính là chiếc LG L62 SIM, một sản phẩm được ra mắt cùng với hai thiết bị LG G3 Stylus và chiếc LG L Final. Và sản phẩm này hỗ trợ hai SIM và có mức giá khá là rẻ, chỉ trên 2 triệu đồng một chút, và nó sẽ hướng tới phân khúc là những người dùng sinh viên cũng như là người dùng bình dân. Hôm nay mình sẽ quay mở hộp cũng như là đánh giá nhanh về sản phẩm này. Chiếc LG L60 Dual thì được trang bị thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng. Tiếp theo là một sách hướng dẫn sử dụng chính hãng cũng bằng tiếng Việt luôn. Một cái cáp kết nối micro USB, một viên pin dung lượng 1700 mAh. Và cuối cùng là một củ sạc đi kèm theo máy. Chiếc LG L60 Dual trên tay mình thì nó có thiết kế khá là giống với cái sản phẩm LG L70 trước đây. Với thiết bị giá rẻ thì LG đã không làm một cái phong cách thiết kế giống như sản phẩm cao cấp như LG G2 hay G3. Sản phẩm này thiếu được ưu ái khi được nâng cấp cái màn hình lên tới 4,3 inch so với những thiết bị mà trong cùng phân khúc giá trên thị trường. Thông thường nó chỉ được trang bị cái màn hình là 4 inch. Vì vậy mà khi các bạn trải nghiệm trên sản phẩm này cầm trên tay thì thực sự là thoải mái, và cái không gian hiển thị mà khi chơi game hay lướt web nó cũng lớn hơn. LG L60 Dual thì nó được thiết kế toàn bộ mặt sau với chất liệu vỏ nhựa polycarbonate, và phiên bản trên tay mình có màu đen. Ở mặt sau này thì nó làm những đường vân nhám, các bạn sờ vào sần sần rất là thích. Và khi dùng thì đương nhiên nó sẽ chống bám bẩn, mồ hôi, vân tay và chống cả xước nữa. Mình sẽ có một camera chính là 5MP, bên cạnh là đèn flash trợ sáng cũng như một cái loa ngoài logo LG. Bên cạnh phải là một cái phím nguồn, và phía cạnh trái là hai phím tăng giảm âm lượng. Đó, trong bộ ba sản phẩm mới ra mắt thì LG G3 Stylus và LG L Final thì được thiết kế giống LG G3 với các cụm phím được đưa toàn bộ ra sau. Còn sản phẩm này thì vẫn được thiết kế theo hướng truyền thống với các cụm phím chức năng được đặt ở bên cạnh bên. Ở phía dưới thì mình sẽ có khá là nhiều phím điều hướng, phím back, phím home, phím chạy đa nhiệm, và bên cạnh đó là phím menu. Và với cái phím menu thì các bạn có thể tùy chỉnh để chúng ta thay đổi nhanh màn hình nền cũng như là vào cài đặt chuyên sâu. Ở phía trong thì mình sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ. Sản phẩm này thì hỗ trợ bộ nhớ trong chỉ 4GB thôi, vì vậy các bạn nên dùng thẻ nhớ ngoài để chúng ta có thể lưu được nhiều dữ liệu hơn. Và tuy hỗ trợ hai SIM nhưng các bạn buộc phải tháo cái phần viên pin này ra thì chúng ta có thể lắp được hai cái khe SIM ở phía bên trong. Mình sẽ có một cái jack kết nối tai nghe 3,5mm được đặt ở phía trên đỉnh. Ở phía dưới thì vẫn là cái cổng kết nối micro USB cũng như là một cái mic đọc thoại chính. Về tổng quan thiết kế thì LG L60 Dual thì nó cho cái cảm giác trải nghiệm cầm nắm gọn gàng. Được sử dụng chất liệu nhựa, vì vậy nó sẽ không thể tránh khỏi một số cái nhược điểm. Chiếc sản phẩm này thì mình thấy mà khi các bạn tháo cái phần nắp lưng ra, chúng ta lắp lại thì ở cái phần viền nó sẽ không được khít. Và ngay bản thân ở phía trên chúng ta sẽ có một cái camera phụ cũng như loa ngoài. Và phần giữa cái phần viền màn hình với cái phần viền benzen thì nó sẽ có một khoảng cách cũng tương đối, vì vậy mà sẽ bụi bẩn rất là dễ bám vào những cái phần viền này. Là một thiết bị giá rẻ, LG L60 Dual thì nó có cấu hình hoàn toàn tương đương một số thiết bị khác có cùng tầm giá trên thị trường như HTC Desire hay Oppo Joy. Thì sản phẩm này nó sở hữu dung lượng RAM là 512, bộ nhớ trong là 4GB, còn chip MediaTek 2 nhân với xung nhịp là 1.3GHz. Với cái cấu hình này thì nó sẽ giúp chúng ta đáp ứng cơ bản những cái trải nghiệm như là game ứng dụng nhẹ nhàng. Khi các bạn cố gắng chúng ta chạy nhiều ứng dụng đa nhiệm nặng hoặc là những cái game đồ họa đỉnh cao thì đương nhiên nó sẽ xảy ra hiện tượng giật lag. Với những cái game cơ bản như là Subway Surf hay là chém dưa thì mình chơi hoàn toàn mượt mà. Các bạn thấy thì rất là ít khi máy xảy ra hiện tượng giật lag. Và bên cạnh đó thì với cái bộ nhớ trong chỉ 4GB thì mình nghĩ các bạn nên hỗ trợ một cái thẻ nhớ ít nhất là 8GB để có thể cài được nhiều ứng dụng cũng như là lưu trữ nhiều dữ liệu hơn. Với cái việc kích thước màn hình được trang bị là 4,3 inch khá là lớn thì LG L60 Dual nó vẫn giữ nguyên cái độ phân giải giống như một số thiết bị khác giá rẻ trên thị trường. Cụ thể thì độ phân giải của nó chỉ dừng lại ở mức là 480x800 pixel. Khi mà các bạn trải nghiệm mà nếu chúng ta nhìn kỹ hoặc là zoom to bức ảnh thì đương nhiên nó sẽ ra hiện tượng vỡ hạt. Còn khi chúng ta xem phim hoặc là khi sử dụng xem ảnh thì cái hiện tượng này sẽ ít xảy ra hơn. Ngoài ra thì cái việc trang bị màn hình TFT với cái góc nhìn nó rất hạn chế, khi chúng ta nhìn nghiêng đi thì nó sẽ xảy ra hiện tượng biến đổi hình ảnh màu sắc. Và đây nó là cái điểm hạn chế và có thể chấp nhận được trên một cái sản phẩm giá rẻ với mức giá chỉ tầm 2 triệu đồng. LG L60 Dual thì được trang bị camera sau 5MP, camera trước với độ phân giải VGA và giúp các bạn có thể chụp những bức ảnh chia sẻ với bạn bè khá là dễ dàng. Với cái camera này thì mình đánh giá chất lượng thì nó chỉ ở mức chấp nhận được mà không phải ở mức quá cao. Cụ thể các bạn thấy thì khi mình chụp thì nó sẽ bắt nét tự động mà nó sẽ không cho chúng ta bắt nét bằng tay, và chúng ta đơn giản là chúng ta chụp một bức hình thôi. Và còn tất cả máy tự xử lý. Vì vậy mà trong một số điều kiện thì cái bức ảnh chụp ra nó sẽ không đúng với ý của người chụp. Và mình nghĩ thì với cái camera này thì giúp chúng ta chia sẻ hình ảnh đơn giản với bạn bè trên mạng xã hội. Còn chất lượng ảnh thực sự thì mình nghĩ nó cũng không được cao. Và cũng là pin với dung lượng 1700 mAh thì nó cũng ở mặt bằng chung so với rất nhiều thiết bị giá rẻ hiện nay. Và mình nghĩ là có thể đáp ứng cho các bạn trong một ngày trải nghiệm với những cái ứng dụng cơ bản. Ngoài nhắn tin nghe gọi thì thi thoảng chúng ta chơi game lướt web thì sản phẩm này đáp ứng cũng rất là tốt.
Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong video mở hộp cũng như đánh giá nhanh về chiếc LG L60 Dual, một thiết bị giá rẻ hỗ trợ từ 2 SIM rất là phù hợp với những bạn sinh viên. Và ngoài những cái sản phẩm khác hiện nay trong mức giá 2 triệu ở trên thị trường, các bạn có thể lựa chọn chiếc LG L60 Dual này. Cảm ơn các bạn.